Ngày nay, Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An được xem là một trong những địa chỉ xanh của nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch Việt Nam thời kỳ hội nhập được nhiều người biết đến. Hành trình công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Long An tìm ra vùng đất này và cải tạo nó trở thành một vùng nông trại mới an lành, nơi thiên nhiên thuần khiết và môi trường lý tưởng. Nơi đây được mọi người yêu thương gọi là trang trại Huy Long An. Ngày trước khi mà Việt Nam mà còn trồng tự phát thì mọi người dùng bất cứ phương tiện nào như cây tre, gỗ, bất cứ cái cây gì, thậm chí là cây sắt để chống cho cây chuối không bị đổ. Học hỏi từ nước ngoài cũng như chính trồng Á Châu trong đấy là đã đóng góp một phần không nhỏ trong cái chuyện đưa những cái sợi đúng tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn cái cách cột như thế nào cho nó đúng để bảo vệ cây chuối không bị nghiêng đổ. Rồng Á Châu đã có kinh nghiệm trong sợi này là 12 năm. Thị trường lớn nhất vẫn là Mỹ và châu Úc, Brazil, Canada. Và Rồng Á Châu sẽ rất là happy, rất là sẵn sàng để cung cấp những cái sợi hoặc là những cái gì mà được biết đến để cùng với sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Hy vọng là sẽ trở thành nhà cung cấp số 1 về tất cả những mảng sợi cho nông nghiệp Việt Nam. Thank you.